Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nhé. Thì hôm nay thì em quay cho mọi người xem là một lô bàn tròn của vỏ Epoch 5C. Đó. Hai. Thì trước tiên thì em sẽ quay cái này. Thì về kích thước của cái mặt này thì nó rộng là 1m47 cho mình nhé. Và 1m47, dày là 18 phân nhé. Hàng này thì nói chung giá nó rất là bình dân luôn. Đó. Hiện tại mặt này thì nó rộng 1m47, dày 18 phân. Đó. Anh em thấy nhìn thấy là hàng này là hàng mọc, nó chưa có xử lý gì hết nhé. Cạnh đồ là còn nguyên xi luôn. Đó, hàng này nó chưa có xử lý gì hết. Hàng này là mọc nguyên luôn cho các bác luôn nhé. Thì cái mặt này thì hiện tại em đang bán là 23 triệu nhé. Là mặt chưa có chân nhé. Nếu mà có chân thì anh em tùy theo chân. Chân thì em bán giá gốc luôn cho mọi người. Chân thì nó giá từ 2 triệu cho đến 5 triệu là có hết nhé. Nói chung là anh em thích chân tuyệt tròn không thì nó tầm 2 triệu. Hoặc là đường kính như thế nào đấy. Hoặc là chân đục thì giá nó sẽ cao hơn. Đó. Còn hiện tại là em chỉ quay là bán mặt không thôi. Là báo giá là mặt bàn không thôi. Là giá 23 triệu. Đó. Còn cái mặt bên này thì 1,5 này. Mặt bên này thì khách chốt rồi. Bây giờ em sẽ quay qua bên đây quay cho anh em xem thêm mấy cái mặt bàn nữa. Đây là hàng mộc hết nè. Anh như mấy cái mặt này là khách chốt hết rồi nè. Cắt ngắn ra luôn. Khách chốt làm bộ cả ba mà đã cắt ngắn rồi nhá. Đây, mấy cái mặt này thì nó cũng còn mọc hết nữa. Mặt này thì 1,3 nè. Dài 18 phân. Mặt này thì anh em nào chốt thì em để giá là 19 triệu cho. 19 triệu. Còn mặt này. Cái này là mặt này là mọc hết nhá. Này cũng 1,3 luôn nhá. 1,3 dày đều 18 hết. Cái mặt này thì cũng 19 triệu luôn. Anh em nào chốt thì cứ để lại số điện thoại cho em hoặc là liên hệ trực tiếp với số Zalo là 033 33 8879 nhé. Đó. Đó, đợi chứ. Còn mặt này là 1,47 này thì giá cũng 23 triệu luôn. Đây là hàng mộc thô nguyên luôn nhé. Anh em nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em nhé. Rồi, còn mấy mặt kia, mấy mặt này thì khách chốt rồi. Đó. Thì nếu mà anh em mà quan tâm thì cứ để lại số điện thoại cho em. Rồi, mình sẽ kết thúc video ở đây nhé.